Đây rồi, hóa ra thủ phạm gây chậm tàu là mấy cái ông kiểu này. Các bạn tắc mình vào cái video này nên là mình mạnh dạn dự đoán. Chắc chắn ở đây là ông này ông đang đợi bạn ông đấy. Đấy. Và thay vì là đứng ra ngoài để đợi bạn ông ấy thì ông đấy quyết định là dừng luôn tàu lại để hơn mấy nghìn người cùng đợi bạn ông ấy, cùng ông ấy. Các bạn phải hiểu một cái như thế này ấy, đó là tàu mà dừng ở Nhật ấy thì nó sẽ tạo ra một cái phản ứng dây chuyền như kiểu domino ấy. Tàu này dừng 1 phút thì các cái tàu đằng sau sẽ dừng 1 phút đến 2 phút và cứ đằng sau nữa thì nó phải dừng nhiều phút hơn như thế. Và các bạn cứ thử tính đi, 1 phút như vậy là làm ảnh hưởng tới bao nhiêu con người và làm thiệt hại bao nhiêu tiền của cái nhà ga. Không nói nhà ga thì hơi quá, của cái hãng tàu đấy ấy. Và với một cái đất nước gọi là đúng giờ đến từng giây như kiểu Nhật Bản ấy thì các bạn hiểu như thế nào không? Nó là một thảm họa. Bản thân mình ấy, mình cũng rất là bực mình khi mà bị chậm tàu bởi những cái lý do nó gọi là rất là buồn cười. Trong cái clip đấy là một ví dụ điển hình. Ngoài ra thì trên tàu hoặc là ở ga tàu ấy, có rất là nhiều những cái nút bấm dừng tàu khẩn cấp, nhưng mà chỉ dừng tàu cho những vụ khẩn cấp thôi. Nhưng mà có rất là nhiều người không khẩn cấp nhưng người ta vẫn cứ bấm vào cái nút đấy. Ví dụ như là rơi chai nước, rơi cái ô. Mà các bạn cũng hiểu là người Nhật người ta tuân thủ quy trình như thế nào rồi đấy. Mỗi một lần bấm như vậy là người ta phải đến, người ta kiểm tra. Người ta phải kiểm tra xem có một cái gì đó không. Rồi người ta lại phải kiểm tra. Rồi người ta phải báo cáo với cấp trên. Rồi cấp trên lại kiểm tra. Rồi cấp trên lại báo cho cấp trên nữa. Rồi cấp trên nữa lại phải kiểm tra. Và thế là không chỉ vì một cái nút mà mình đợi phải 10 đến 20 phút. Ngày nào cũng vậy. Thật là cảm giác.